Muốn biết quyền lực của các cô mậu dịch viên ra sao thì chỉ cần nhìn cảnh biển người chen chúc chờ mua hàng thế này là đủ. Thời bao cấp, tất cả mọi người phải mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu bằng tem phiếu tại các cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Hồi đó hàng hóa luôn khan hiếm, người dân phải đi từ 3-4 giờ sáng chầu trực để được mua hàng. Xếp hàng chen chúc bẹp ruột, nhưng đến lượt, cô mậu dịch viên chỉ cần buông một câu hết hàng là ai nấy đều toát mồ hôi như đổ bệnh. Thế nên cô mậu dịch viên cứ tự nhiên toát ra vẻ quyền uy mà người ta vừa mong tới gần lại vừa lo sợ. Sợ thì tôi chả sợ đâu, nhưng mà có điều là lòng mất lòng để thiệt cho mình. Cho nên có cái gì đấy nó nể nể. Ôi có lần đi mua dầu đó, nhìn cái cô này bỏ hôm nay tôi gặp cô này thôi về luôn, ngày mai đi mua chứ hôm nay là cô ấy sẽ gây khó khăn cho mình mua. Các cô mậu dịch viên thời ấy có thép ra lửa thì trong tình trường vẫn là không có đối thủ. Những cô ưa nhìn thì thôi rồi, đúng là mẫu người yêu lý tưởng, được hàng tá chàng trai, con nhà giàu, con cán bộ theo đuổi. Cô không ưa nhìn thì cũng vẫn đầy người nhòm ngó. Mà nhà nào đón được nàng dâu mậu dịch thì đúng là hơn bắt được vàng. Đi chơi ngày chủ nhật thứ bảy ra mà nhìn thấy mấy cô mậu dịch viên mình thích lắm. Thích tặng. Ăn mặc này, rồi trắng kiểu này là đứng ở trong mắt. Cũng thích thật. Cái ông trắng. Cũng rất là mong muốn để kiếm được một cô, nhưng mà cái mưa ấy là mưa ở đâu mình không có. Không ngờ đến được. Lúc ấy thì cũng có vợ rồi, nhưng mà lại nghĩ mà biết thế này, lúc ấy đi tìm hiểu những cô nhân viên thì nó sống chứ ai. Thì đấy là cái ta. Lúc ấy thì vào thêm nghiệp là mình bình dị nhất của gì nó quay lắm. Một là gia đình mình sung sướng, bố mẹ không phải lo, con cái vợ chồng không phải lo gì, đi mua gạo, mua thực phẩm, mua rau mua cỏ cả. Mà cứ như thế là vợ mình mang về. Tiêu chuẩn chọn vợ của thời khó khăn thiếu thốn nghe ra thực tế vô cùng. Cô mậu dịch viên nắm giữ cái dạ dày nên cứ là quyền lực tuyệt đối. Thế nhưng quả thực anh nào chọn được vợ mậu dịch thì cứ yên tâm là ấm tấm thân, cả gia đình không lo đói rét, bởi phần lớn các cô đều có khả năng xoay sở, thu vén tốt cuộc sống. Sau năm 1986, nhà nước bắt đầu xóa bao cấp, bỏ tem phiếu. Cuộc sống những năm sau này dễ thở hơn, người dân không còn phải tranh nhau mua hàng mậu dịch nữa. Nhưng những ai từng là cô mậu dịch viên thời bao cấp thì hẳn chẳng thể nào quên cái công việc vang bóng một thời.